Ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách đổi mật khẩu của app Emkin các bạn, app chuyển tiền của ngân hàng Sacombank nha. Đó. Thì có một số bạn gặp trường hợp đó là khi mình sử dụng app Emkin quá 1 năm hay là 365 ngày thì ngân hàng sẽ bắt các bạn đổi mật khẩu lại app lại để mình có thể sử dụng được app ha. Thì có một số bạn sẽ gặp trường hợp là không biết cách đổi mật khẩu. Thì cách đầu tiên là các bạn có thể đến ngân hàng để nhờ nhân viên hướng dẫn các bạn đổi mật khẩu. Cách thứ hai là các bạn có thể lên trực tiếp lên app Emkin để mình đổi mật khẩu ha. Thì cách đổi mật khẩu như thế nào thì mời các bạn theo dõi video mình ha. Và chủ đề tiếp theo mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn là cách để áp dụng bảo mật hơn cho app Emkin bằng cách là sinh chắc như là vân tay hay khuôn mặt, và cái cách để mình cài đặt báo tin nhắn qua điện thoại. Thì gần đây có một số bạn gặp trường hợp là khi mình đăng ký SMS báo tin nhắn qua điện thoại ấy, nhưng mà không thấy báo. Thì hiện tại ngân hàng Sacombank đang áp dụng cái chính sách đó là sẽ báo tin nhắn qua Emkin và Sacombank Pay, hai kênh chính của ngân hàng, nên sẽ không còn báo tin nhắn qua SMS nữa. Nếu các bạn muốn báo tin nhắn qua SMS thì các bạn phải đến ngân hàng cài đặt lại, hoặc là các bạn lên app Emkin hoặc Sacombank Pay để mà cài đặt app ha cho báo tin nhắn. Rồi thì cài đặt báo tin nhắn đó thì nó có phí nha các bạn đó. Thì rồi thì bước đầu tiên thì mời các bạn theo dõi cách mình để mình đổi mật khẩu app Emkin này quá 365 ngày như thế nào. Mời các bạn theo dõi video nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đăng nhập vô app Emkin ha. Đó, thì đây là app Emkin của mình ha. Đây các bạn, thì hiện tại nó đưa như vô mình vô trang chính của nó nha. Nó đang chạy nè. Đó, bên trên có chữ thông báo, mình sẽ đóng ngay chữ chỗ X này để đóng nó để mình đăng nhập vô nha các bạn. Đó, thì nó kêu mình là đăng nhập mật khẩu nè. Đó, kế bên thì có dấu vân tay nè. Đó, mình sẽ nhấn vô đăng nhập bằng vân tay nha. Đó, thì nó sẽ đưa mình vô bên trong, thì nó sẽ nổi lên như thế này. Đó, mật khẩu của quý khách đã đến hạn 365 ngày ha, là quá 1 năm nhưng mà thì bắt buộc mình phải đổi mật khẩu lại. Đó, thì có một số bạn sẽ không biết cách đổi mật khẩu như thế nào và buộc lòng phải đến ngân hàng để nhờ nhân viên ngân hàng đổi mật khẩu lại ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn luôn cái cách đổi mật khẩu tại nhà luôn ha. Thì các bạn sẽ nhấp vô ô đồng ý ở bên dưới để mình đổi mật khẩu ha. Rồi, ok, nó sẽ đưa mình vào bên trong ha. Cái dòng đầu tiên của các bạn là các bạn phải nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại. Cái mật khẩu của các bạn khi mà đăng ký app Emkin á, thì các bạn muốn đổi cách này thì các bạn phải nhớ cái mật khẩu của mình thì các bạn mới đổi được ha. Đó, thì mình sẽ nhập mật khẩu hiện tại ở dòng đầu tiên. Đấy, dòng thứ hai là mật khẩu mới. Và sau khi nhập dòng đầu tiên xong, mình sẽ nhập mật khẩu mới là mật khẩu mình cần đổi lại đó các bạn. Thì các bạn lưu ý là không được giống cái mật khẩu cũ ha. Đó, thì nó gồm hai dòng. Đó, thì các bạn cần lưu ý một số điều ở bên dưới nè. Nó cái dòng đầu tiên là độ dài mật khẩu phải trên 6 ký tự đến 20 ký tự ha, bao gồm chữ in qua và ký tự thường hay là số, rồi không bao gồm phần trắng nha các bạn, là không được có phần trắng á, không được sử dụng tên đăng nhập ở bên trên luôn. Đó, thì không được trùng khớp với những cái mật khẩu gần nhất. Cái điều kiện đầy đủ của bạn là cái tên đăng nhập nè, và phải có là chữ nè, rồi ký tự đặc biệt, rồi số, nó như mình sẽ để mẫu bên trên cho các bạn thấy ha. Nó sau khi các bạn điền đầy đủ xong thì nó sẽ có những cái test xanh như thế này là mình đã đủ điều kiện để mình đổi mật khẩu ha. Mình nhấn ô xác nhận ở bên dưới chính giữa ha. Đây nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công rồi các bạn. Đó, như vậy là mình đã đổi mật khẩu thành công cho cái app Emkin ha, quá 365 ngày. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra, mình vô mình đang nhập thử cho các bạn xem nha. Đó, vô được rồi đó. Rồi, cái cách đổi mật khẩu thứ hai là dùng cho những bạn mà mình đã quên luôn mật khẩu nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn quên luôn mật khẩu thì mình sẽ chọn vào cái cách khác nha. Đó, thì khi mà đăng nhập vô trang chính như thế này thì các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ nhấn vô ô quên mật khẩu ở bên góc trái nè, các bạn sẽ nhấp vô đó để mình lấy lại mật khẩu ha. Ok, mình sẽ nhấp vô quên mật khẩu ở bên góc trái nè các bạn. Đó, thì cái giao diện đầu tiên nó đưa mình vô nè. Đó, khôi phục mật khẩu ha, chi tiết người dùng. Thì ở dòng đầu tiên nó để là tên đăng nhập của mình ha. Rồi cái dòng thứ hai là nó yêu cầu mình là điền cứ chứng minh nhân dân hoặc công cúc công dân hoặc hộ chiếu nha. Các bạn đăng ký gì thì các bạn điền đấy nha. Đó, mình sẽ điền căn cước công dân của mình vô. Đó. Ok, sau khi mà các bạn điền đầy đủ vô, các bạn nhấn ô tiếp tục ở bên góc phải nè. Đó, thì nó đưa mình đến cái chỗ là em code ha. Em code là cái Emkin mình khi mình đăng ký thì nó có cái em sai, các bạn có ăn vô em sai bằng lấy mật khẩu nha. Đó, mình nhấn vô em sai nè.
Đó, mật khẩu em sai gồm 6 số ha, mình sẽ nhập mật khẩu 6 số vô để em lấy mật khẩu em sai nha. Đó, mật khẩu em sai như thế này, mình đã để cái hình biểu tượng mật khẩu em sai cho bạn xem ở bên phải, ở bên góc phải nha. Đây, mình sẽ chép vô dấu xanh ở chính giữa ở bên dưới nè, hoặc là mình lấy cái mật khẩu đó mình nhập vô đây cũng được. Đó, sau khi nhập xong 6 số đó mình nhấn ô xác nhận ở bên góc phải cùng nha. Đây, nó đang chạy vô. Rồi, ok, nó đưa mình vô cái giao diện như thế này. Nó kêu mình đặt lại mật khẩu nè. Các bạn sẽ nhập mật khẩu mới, nhập hai lần giúp mình ha. Và các bạn lưu ý những cái điều kiện bên dưới. Nếu các bạn nhập đầy đủ đúng điều kiện đó thì nó sẽ có những cái dòng text xanh như thế này. Ok, các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục ở góc phải nè. Nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công. Đó, bây giờ mình sẽ thoát ra để mình vô, mình đăng nhập lại cái mật khẩu này. Coi có đúng không nha các bạn. Đó, đây. Mình sẽ nhấn vô ngay chỗ mật khẩu nè. Đó. Rồi, sau khi nhấn đầy đủ thì các bạn nhấn ô đăng nhập ở chính giữa thôi. Rồi, mình sẽ nhấn ô đăng nhập. Đây, nó vô được rồi nè các bạn. Đây, nó báo tài khoản số tiền của mình đây nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng sinh chắc để bảo mật hơn cho gáp mình ha. Bằng cách là bảo mật bằng vân tay hoặc là khuôn mặt ha. Đây, các bạn nhấn vô 3 chấm. Rồi, các bạn nhấn vô chỗ OK đặt nè. Nó sẽ hiện lên các cái dòng như là đổi mật khẩu, rồi chứ thiệu gì tùm lum hết trơn nè. Đó. Thì các bạn nhấn vô là bảo mật sinh chắc ở chính giữa giúp mình ha, các bạn nhấn vô đây. Đó. Rồi, xong cái dòng đầu tiên nó có dấu gạt ngang nè, các bạn nhấp vô cái dấu gạt chấm ngay chỗ bên góc phải trên cùng nha. Đó, thì các điều kiện để mà lấy nè, các bạn nhấn vô đồng ý giúp mình luôn. Đó, xong các bạn test vô đồng ý. Ok. Thì mình nó cho mình xác nhận vân tay nè, mình chỉ giờ cái việc là dùng cái vân tay mình thôi. Các bạn sẽ dùng cái tay mình ảnh vô nha. Đó. Đây, nó báo là mình đã cập nhật vân tay thành công này các bạn. Đó, đây mình thoát ra, mình vô mình đăng nhập bằng vân tay cho các bạn xem nha. Đây, nó mình thoát ra luôn. Ok, mình để nó đăng nhập vô em kia của mình cho các bạn xem. À, bây giờ nó sẽ nổi lên cái chỗ có chữ, chữ nè. Đây mình để đóng vô chữ X để mình vô đăng nhập nha. Đây một kế bên chính giữa có chữ đăng nhập và kế bên có cái đẩy vân tay nè. Mình sẽ nhấp vô cái chỗ vân tay nha. Đó, nó kêu mình xác nhận vân tay nè. Mình chỉ cần xác nhận vân tay thôi các bạn. Hình như tay mình vô. Các bạn nào có khuôn mặt thì đưa khuôn mặt vô nha. Đó, đây nó vô báo thành công nè các bạn. Rồi, như vậy là mình cài đặt sinh chắc thành công ha. Rồi, cái chủ đề tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn vô phần cài đặt luôn nè. Cái phần cài đặt thông báo tin nhắn nha. Cái phần cài đặt báo tin nhắn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tự lên app Emakin để cài đặt báo tin nhắn, không cần phải đến ngân hàng để mà cho nhân viên ngân hàng cài đặt báo tin nhắn ha. Rồi, mà các bạn theo dõi video. Đó, các bạn nhấn vô phần thông báo. Đó, thì nó đưa mình giao diện như thế này. Nó bên là đã nhận thông báo từ tên Sacombank ha. Thì cái chỗ là tài khoản không kỳ hạn nè, các bạn nhấp vô cái bên góc phải nè ha, các bạn nhấp vô. Đó, các bạn có tài khoản nào thì các bạn muốn báo tin nhắn nào thì mình nhấn vô đó. Đây mình sẽ nhấp vô cái này. Đó, bên trên là số tài khoản mình, bên dưới là nó kêu mình nhập số điện thoại, dấu cho cộng chính giữa nè, bạn nhấp vô đó để mình nhập số điện thoại mình vô nha. Đó, thì mình điền số điện thoại mình vô. Đó, sau khi mà điền đầy đủ số điện thoại, cái dòng test xanh ở chính giữa các bạn, thì các bạn sẽ nhấp vô cái dấu test màu xanh nè. Đó, các bạn nhấp vô đó. Đó, thì nó sẽ ra cái số điện thoại mình ha, với cái dấu trừ màu đỏ đó, nhấn đỏ thành công ha, các bạn nhấn vô đồng ý ở góc phải nè. Đó, có chữ đồng ý màu xanh ha, các bạn sẽ nhấp vô đồng ý. Đó, rồi thì nó đưa mình, nó sẽ hiện lên cái chỗ SMS này ha, các bạn nhấn ô đồng ý ở chính giữa góc cuối cùng nha, các bạn nhấn vô đó thì nó đưa mình tới Emcode nha. Đó, thì mình sẽ thoát ra ngoài, mình qua bên Emsai, mình lấy mật khẩu Emsai của mình là 6 số mình nhập vô đây nha. Mình nhấn ô xác nhận ở góc cuối đi, mình nhấn vô xác nhận nè. Đó, thì nó kêu mình nhập mật khẩu Emcode thì mình sẽ thoát ra. Đó, mình thoát ra, mình qua em sai nè, mình lấy mật khẩu nữa ha. Đó, mật khẩu em sai gồm 6 số mình nhập vô thì nó sẽ ra cái mã 6 số như thế này. Mình qua lấy cái mã 6 số này mình nhập qua bên kia nha các bạn. Đó, mình thoát ra, mình qua bên kia nhập vô. Rồi, sau khi nhập cái mã 6 số đó vô, các bạn nhấn ô xác nhận ở bên góc phải nè. Đó. Đây, nó báo mình là đăng ký thành công ha. Như vậy là mình đã báo thành công, đã báo tin nhắn qua tin nhắn các bạn. Rồi, thì mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn lại các bạn ở video tiếp theo nha. Để mình vô kiểm tra nè. Này, nó báo thành công nha các bạn.
Thì mình cũng xin phép dừng video đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.